Cửa buông vó người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca đã lan. Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác. Và hôm nay em Thắng lại phối ghép một bộ cấu hình để các bác nghe nhạc trong gia đình. Dưới bộ cấu hình này, hôm nay em Thắng ghép một đôi loa đến từ Nhật. Đôi loa này là của hãng Wheeler, có model nhà CS77A. Và sau đây thì em cũng đưa máy lại gần để xin giới thiệu với các bác. Đôi loa CS77A này của hãng Wheeler này thì mỗi một thân thùng thì sở hữu một con bát 30cm màng giấy FB gân vải lụa, và con chung cũng màng giấy FB gân vải lụa, và một con chép giấy và một con chép cò. Và một cấu hình này thì phục vụ các bác nghe những dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc cổ, nhạc trước 575 thì nhất là hay, như la căng thì la căng mắt võng này, trông rất là hoài cổ. Một bên thì em cũng tháo ra rồi, còn một bên thì em để nguyên. Em cũng báo kích thước luôn để cho các bác bày biện trong những cái căn phòng hay những cái kệ nhà các bác nhé. Như đôi loa này thì có thân hình, có kích thước nhà chiều ngang nhà 36,5 phân và chiều sâu nhà 32 phân, còn chiều cao nhà 63,5 phân. Đôi loa này thì các bác nhất là dễ ghép âm ly. Đây ở đằng sau thì có model CS77A này, có công suất là 65W cho một thân thùng và trở kháng nhà 8 ohm và có hai vi tinh chỉnh và có hai cầu loa. Còn nhất mới em về với tình trạng còn cực kỳ đẹp, bao zin bao xịn cho các bác. Và tiếp theo nhà em lương ghép với một con đầu băng cối của hãng Akai. Con này thì chạy băng 3, băng 7. Con này em về với tình trạng chỉ thiếu thùng xốp các bác nhé. Còn nhất mới, mặt mũi không một vết lông mèo. Và con này thì chạy đầu từ thành tinh, chạy 2 chiều. Và con này thì xin nhấn mạnh với các bác, em về chỉ thiếu thùng xốp. Có model là GX265D. Và có hai đồng hồ gu ở bên dưới. Thì em về thế nào thì em giới thiệu với các bác từ tuyến vỏ cho đến mặt mũi máy móc. Máy thì sắt xi vàng 7 màu. Xin nhấn mạnh với các bác là bao zin tuyệt đối cho các bác. Và sắt xi thì vàng óng ở bên trong. Và chạy 2 chiều các bác nhé. Chạy băng 3, băng 7. Và tiếp theo nữa là con lâm ly. Con lâm ly này thì nhất là nổi tiếng mà, không nói thì các bác cũng biết. Con lâm ly này chơi được cả loa 99A, 88A, dư loa Nhật. Chơi được rất nhiều dòng loa. Con lâm ly này có model nhà của hãng Sansui 5000X. Và con này thì có 3 cầu loa, cầu A, cầu B và cầu C, và A cộng B và A cộng C các bác nhé. Và bát tép ba lăng, đây volume tổng to nhỏ, còn đây chuyển các đường ngõ vào. Đây là dò đài. Con âm ly receiver này thì có giải đài FM AM tần số lên đến 108Hz. Nên các bác nghe được cả đài này,
mà chơi được rất nhiều dòng loa và có công suất cũng tương đối nhỏ cũng khỏe. Chạy 4 trò sắt Toshiba chữ đỏ, sắt xi vàng 7 màu. Đây ở đằng sau con đầu băng cối Akai GX265D này. Có công suất 90W, chạy điện 120V của thị trường Mỹ. Ở đằng sau vẫn còn mới cứng này các bác này. Cái gỗ mặt sau nào vẫn còn mới cứng. Sắt xi còn vàng óng, cam kết với các bác zin zin từ con ốc. Và tiếp theo nữa đến con âm ly Sansui 5000X bao dính kích tên lửa các bác nhá. Con này thì chạy đa cầu điện. Chạy điện 100V, 117V và 220V và 240V. Và có 3 cầu loa, cầu A và cầu B, cầu C. Em đưa máy sát vào cho các bác nhìn. Các núm núp vẫn còn trắng bông như bông bừa. Vỏ zin, tất cả máy móc bao zin bao xịn cho các bác. Và sau đây thì nhà em cũng báo giá luôn để các bác nắm bắt được. Dù đôi loa của hãng Bioler CS77A, cửa hàng em Thắng đương bán với cái giá nhà 21.500.000. Sau nữa là đến con đầu băng cối GX635D chạy 3 đầu từ thỉnh tinh 2 chiều. Còn vẫn còn dư mới, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Chạy băng 3, băng 7 các bác. Em bán với cái giá nhà 11.800.000. Và tiếp theo đến con âm ly 5000X của hãng Sansui 5000X bao dính kích tên lửa. Vẫn còn đẹp xuất sắc từ vỏ cho đến mặt mũi, không một vết lông mèo. Hàng này hàng siêu tầm rồi các bác nhé. Em bán với cái giá nhà 26.800.000. Nói chung là em xin nhấn mạnh với các bác, tiền nào của đấy. Như nó tùy từng hàng và tùy từng đồ. Đồ đẹp thì tiền nó đắt hơn một chút. Và đồ xấu thì tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn một chút. Thì ở đây em hàng của em Thắng nhà còn hàng tuyển chọn. Thì em cũng báo giá công khai luôn cho các bác như vậy. Và địa chỉ của em Thắng ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại nhà 0904393488. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em. Các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng em Thắng xem. Em sẽ test cho các bác nghe và các bác dở nội thất ngoại thất cho các bác xem. Các bác nào ở xa cũng như vậy, cứ kết bạn Zalo với em và số điện thoại của em Thắng thì để trên tiêu đề, để luôn trên màn hình. Và em có số điện thoại nhà 0904393488. Em Thắng thì giao hàng toàn quốc mọi chi tiết. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với em và có giá cực kỳ tốt. Và sau đây thì em cũng tạm dừng luôn cái clip ở đây. Thì các bác nào mà xem được clip của em Thắng thì nhấn ủng hộ cho em Thắng vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những món đồ mới em lại đăng lên để cho các bác xem và các bác tham khảo. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo của lần sau.